Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Wairo 1/10 dọn kiển đầy hấp dẫn với rất nhiều món đồ chơi hàng hiệu. Cái chiếc Wairo độ hôm nay chắc chắn sẽ khiến cho nhiều bạn ấn tượng với một cái gam màu chủ đạo hết sức nịnh mắt, đầy lôi cuốn. Cái sức hút hấp dẫn của chiếc xe còn được tăng cường bởi một loạt món đồ chơi hàng hiệu đến từ rất nhiều thương hiệu cao cấp nhất nhì thế giới trong cái làng độ xe máy. Đối với một cái chiếc Wairo độ thì trong những món đồ chơi mà mình thích nhất chính là cái cụm công tắc của cái dòng CB650. Cái dòng cụm công tắc có rất nhiều nút nó khác nhau. Người chủ tận dụng những cái nút nhấn đó để bổ sung cái nút tắt mở đèn, một chức năng không thể nào có trên cái cụm công tắc như bản. Cái dàn tay lái bên phải thì người chủ trang bị cho con xích cơ của mình cái cụm đệm Dono để thay mới cho cái cụm đệm nguyên bản. Kích thước nhỏ gọn của nó cho việc lắp cái cụm ga Dono ở bên cạnh trở nên dễ dàng hơn, tối ưu hóa được cái phần không gian. Sau khi chúng ta chuyển tính ở vị trí tay lái, mình phát hiện ngay cái cụm thắng của Rainbow ICS-17 Costa đi cùng với cụm con đơn tối em đánh nhận cái vị trí quản lý cánh đùm phía sau. Dù đẹp mắt không bị như vậy, nhưng khi gắn cái cụm này thì người chủ phải chấp nhận hy sinh cái tính năng là CBS. Sau khi lột bỏ cái mặt nạ nguyên bản, tháo luôn cái phát biển số của dòng Wairo độ, thì người chủ thay mới bằng một cái mặt nạ thanh thoát gọn gàng của anh em của nó là cái chiếc Monolith. Chưa hết, anh ta còn tiến hành ốp luôn carbon vân tổ ong nhằm khẳng định được cái độ sang chảnh. Với một cái vụt LCM dành cho cái dòng ngâm Rainbow 8K cũng khá đẹp, một cái dàn chân trước chiếc xe trở nên cứng cáp hơn rất nhiều. Điểm nhấn chú ý nhất có lẽ là cái con heo của Phan Dominic 4bit cơ bắp. Lực thắng nó vô cùng mạnh mẽ, đĩa thắng bên cạnh là dòng Pumpkin. Nó có cả cái con heo thắng khi lên thì phải thông qua hệ thống cái đồng đĩa và phát nhôm CNC. Ngoài cái phần mặt nạ ốp carbon mà mình đã giới thiệu ở trên, thì con xe hôm nay còn xấu cho mình một vài chi tiết ốp carbon khác nữa, như ốp nồi trước, tay dắt, nhựa nhám, chân vụn quần, những cái điểm tăng cái sự sang chảnh quyến rũ cho mặt tổng thể cái chiếc xe. Cả một vài chi tiết nhỏ như cái nắp bình xăng cũng được điểm xuyết bằng cái sản CC đến từ Kitaco, bí mật cho chúng ta biết về cái tính thẩm mỹ và tinh tế của người chủ thế nào. Nói rồi chút về cái phục sau, chiếc xe lên cây phục của Olin, cái mã HO545 gắn hoàn toàn như xin, hãng tạo ra sự nhún nhảy im ấy. Các mẫu này đang có mức giá bán dao động trong khoảng gần 8 triệu. Nếu so với combo Titan, chất đứt CC, chắc chắn thì ống thông nhất dèo heo bấm nút bên hái có phần nào đó nó bật và được gây chú ý nhiều hơn vì quá sạch sở. Ngoài ra nó còn có nhấn nhá thêm cái ngắt dầu Thái Lan cũng khá nhìn mắt. Lựa chọn cái tông màu tổng thể cái dàn áo của chiếc xe hôm nay là cái màu xanh dương, nhìn em ấy cũng rất là hút mắt và đẹp. Đặc biệt nó còn tôn lên nét đẹp thẩm mỹ với những món đồ chơi trên xe. Exeter 135 dọn kiển đậm chất chơi phong cách đi lùi thời đại. Sau khi quá nhàm chán với diện mạo của cái chiếc Exeter 5 số, một biker tên là Phong quyết định cưa sự nằm ngé cho con chiếc mắt của mình, biến em ấy thành một cái chiếc xe đang hot trong thị trường hiện nay. Ngắm đôi chút cái lốc máy, chúng ta đang thấy đây là dòng đời của Exeter 5 số xuống giảm của X nhỏ. Bên cạnh còn có những tiểu tiết nhỏ nữa được thiết kế như Apple Spark FE đi cùng với rổ trước của Appy. Chiếc thẩm mỹ trước cũng lấy hình của Appy với kem màu khối có sẵn, nên lịch thế cho người chơi không tháo sơn ra mất thời gian. Thiết kế dành cho những cái dàn áp X nhỏ nên các chi tiết ốc như zin cũng không cần phải chế cháo gì. Và đây là những trang bị thay đổi lớn nhất của chiếc xe hôm nay khi ứng dụng cover đồ chơi. Kết cấu ở bên trong làm từ thép cho khả năng chịu nhiệt tốt hơn so với những loại cao su nguyên bản. Kết nối một con heo của Rainbow lục đỏ hai bế xứng. Cái đĩa trước được làm thép được bắt vào cái mâm cố định bằng ốc kỳ năm. Trong kia cái dàn áp sau được trang bị cái phục Rainbow bình dầu trời có cái lò xo tì phục lớn hơn với những cái mẫu bình dầu chính hãng. Đồng nghĩa với phục này có cái độ bền cao cấp hơn và khả năng chịu tải cũng tốt hơn, độ cân bằng với chạy độ cao. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, đừng quên tiếp nhớ like, subscribe.